Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả Otis Report. Ở trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm về dự án Polkadot. Đây là một trong những cái nền tảng Layer 1 Blockchain, là một trong những cái hệ sinh thái cũng như là một cái đồng coin mà mình thấy được rằng là anh em Việt Nam rất là quan tâm. Tuy nhiên thời gian gần đây thì mình thấy được rằng là một số người thì cũng đã bắt đầu có cái hiện tượng là mất kiên nhẫn về cái dự án này, về cái đồng coin này vì cái phản ứng giá của nó không thực sự là tích cực. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái dự án này để xem là tại lý do vì sao mà cái phản ứng giá của nó chưa thực sự có mức tăng trưởng bùng nổ như các cái hệ sinh thái khác. Và trong thời gian tới thì liệu chúng ta có nên tiếp tục mua cái dự án này không hay là tiếp tục nắm giữ hay không? Thì chúng ta sẽ cùng xem hết cái video ngày hôm nay nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái dự án này. Polkadot là một cái giao thức blockchain thế hệ tiếp theo, hợp nhất toàn bộ những cái mạng lưới các blockchain được xây dựng với nhau với cái mục đích là cho phép các cái mạng hoạt động liền mạch với nhau trên cái quy mô lớn. Vì Polkadot thì cho phép gửi bất kỳ loại dữ liệu nào giữa bất kỳ cái loại blockchain nào, nên là nó mở ra một cái trường hợp sử dụng thế giới thực. Tầm nhìn của Polkadot ấy sẽ là tạo ra một cái decentralized web, tức là cái mạng phi tập trung, nơi mà danh tính này và dữ liệu của chúng ta sẽ được kiểm soát bởi chính bản thân chúng ta, chứ không phải là một cái bên thứ ba như là các cái tổ chức hay là các cái chính phủ nào đó nữa. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai, đó là các cái điểm nổi bật của dự án Polkadot này. Polkadot thì hợp nhất một cái mạng lưới các blockchain không đồng nhất và được gọi là Parachain và Parathird. Các cái chuỗi này thì kết nối với nhau và được đảm bảo bởi Polkadot Relay Chain. Các cái mạng bên trong hệ sinh thái của Polkadot thì có thể kết nối với các cái mạng bên ngoài thông qua các cái cầu nối. Ở đây thì sẽ có 4 cái khái niệm thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Đầu tiên đó sẽ là Relay Chain, là cái chuỗi chuyển tiếp. Trung tâm của Polkadot chịu trách nhiệm về bảo mật, được chia sẻ sự đồng thuận và cái khả năng tương tác chuỗi chéo của mạng. Thứ hai sẽ phải nhắc đến là Parachain, các cái blockchain độc quyền có thể có cái mã thông báo riêng và tối ưu hóa những cái chức năng của chúng cho những cái trường hợp sử dụng cụ thể. Thứ ba đó là Parathird, tương tự như Parachain nhưng mà có cái quy mô là sẽ trả tiền khi mà sử dụng, giúp sẽ tiết kiệm hơn cho những cái blockchain mà không cần thiết phải kết nối liên tục với cả mạng. Và cuối cùng đó là Pride, tức là những cái cầu cho phép các Parachain và Parathird có thể kết nối và giao tiếp với các cái mạng bên ngoài, ví dụ như Ethereum hay là Bitcoin. Ở trong cái phần này ấy, thì mình sẽ nói qua một chút, vì Parachain là một cái yếu tố rất là quan trọng. Parachain nó sẽ là các cái blockchain lớp 1 đa dạng và chạy song song ở trên mạng lưới Polkadot. Và Parachain nó sẽ kết nối với Polkadot bằng cách là thuê một cái khe cắm Parachain ở trên Relay Chain. Ngoài ra thì các cái vị trí dành cho các Parachain thông thường được dành riêng cho cái chức năng là có lợi cho toàn bộ hệ sinh thái. Và các cái dự án muốn có được cái vị trí này thì sẽ cần phải tham gia vào một hoặc là nhiều những cái phiên đấu giá vị trí Parachain. Thiết kế của Polkadot thì sẽ cho phép những cái người ủng hộ và người dùng tiềm năng của Parachain giúp nhóm đấu giá đảm bảo một cái vị trí bằng cách là đóng góp cái đồng đốt của mình thông qua một cái cơ chế cộng đồng. Đó, ok, thì chúng ta sẽ tiếp đến với cái phần thứ ba, đó là các cái công nghệ ở trong dự án này. Đầu tiên thì sẽ phải nhắc đến đó chính là cái chuỗi chuyển tiếp Relay Chain của Polkadot thì được xây dựng bằng Substray, một trong những cái bộ khung xây dựng chuỗi khối, là cái sự chắt lọc của những cái công nghệ của Parathai Technology trong cái việc xây dựng Ethereum, Bitcoin và các cái chuỗi khối doanh nghiệp. Thứ hai đó là cái bộ máy của Polkadot thì được hoàn thành bởi WebAssembly, một trong những cái công nghệ ảo siêu hiệu quả. WES thì được phát triển bởi những cái công ty lớn bao gồm cả Google này, Apple, Microsoft và Mozilla, đã tạo ra được một cái sinh thái lớn để hỗ trợ cho cái tiêu chuẩn này. Và thứ ba đó là cái mạng của Polkadot sử dụng Lib P2P, một cái khung mạng đa nền tảng linh hoạt cho các cái ứng dụng ngang hàng và được định vị là tiêu chuẩn cho những cái ứng dụng phi tập trung trong tương lai. Lib P2P thì xử lý cái việc phát hiện và giao tiếp mạng ngang hàng ở trong hệ sinh thái của Polkadot. Và cuối cùng đó chính là cái mạng của Polkadot thì sử dụng cái thời gian chạy được trên mã hóa bằng ngôn ngữ lập trình Rust và C++ và Golang nữa, làm cho Polkadot có thể tiếp cận được với nhiều các nhà phát triển hơn. Ở đây thì mình chú thích thêm một chút nhé cho mọi người, đó là cái Substrate là một cái bộ công cụ giúp xây dựng blockchain nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Các cái chain thì được phát triển ở trên nền của Substrate thì sẽ được mặc định tương thích với cả mạng của Polkadot. Và Polkadot thì cũng được xây dựng bởi cái chính cái Substrate này. Điều này thì sẽ giúp cho cái việc trao đổi dữ liệu ở trong hệ sinh thái của Polkadot trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần thứ tư, đó là các cái nhân tố để cấu thành cái mạng lưới của Polkadot.
Đầu tiên sẽ phải nhắc đến đó là nominator, cái người đề cử. Bảo vệ relay chain bằng cách là chọn các cái trình xác thực đáng tin cậy và tham gia đặt cọc đốt. Thứ hai đó chính là các validator, trình xác thực. Bảo vệ relay chain bằng cách là kiểm soát mạng lưới, xác thực bằng chứng từ những cái người đối chiếu và tham gia vào việc tạo cái khối mới với những cái người xác nhận khác. Thứ ba đó chính là curator, để duy trì các cái phân đoạn bằng cách là thu nhập các cái giao dịch phân đoạn từ người dùng và gửi chúng cho những cái trình xác thực. Và cuối cùng đó chính là fisherman, là giám sát mạng và báo cáo cái hành vi xấu cho trình xác thực. Curator và bất kỳ những cái nút đầy đủ nào parachain thì có thể thực hiện những cái vai trò của fisherman. Ok, và đó là các cái nhân tố cấu thành của mạng Polkadot. Chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó chính là hệ sinh thái của Polkadot. Phần này thì cũng tương đối là quan trọng đấy, nên mọi người sẽ chú ý nhé. Đầu tiên mình sẽ điểm qua một chút về cái hệ sinh thái của Polkadot ấy. Hiện tại đang phát triển rất là nhanh, và đến cái thời điểm hiện tại thì có 537 dự án ở trong hệ sinh thái. Nhìn chung thì hệ sinh thái Polkadot đã có cái sự phát triển toàn diện theo cái chiều ngang và đầy đủ mạng ở trong hệ sinh thái của họ. Bao gồm một số những lĩnh vực chúng ta sẽ để đề cập đến đây nhé. Cái lĩnh vực đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến đó là mảng về DeFi, thì bao gồm những mảnh ghép như là DEX, AMM này, Lending and Borrowing này, Yearn Aggregator, Synthetic và Stablecoin. Một số những cái dự án thì sẽ là Akala, là một cái dự án chạy ở trên hệ sinh thái của Polkadot. Còn Kakura là cũng thuộc cái dự án của Akala thôi. Tuy nhiên thì nó được chạy thử trên cái mạng lưới của Kusama. Mọi người hiểu đơn giản Kusama nó là một cái nền tảng để có thể chạy test trước cho Polkadot. Đó, và tiếp theo thì có Sora này, Polkaswap này và Polkadex. Lĩnh vực thứ hai đó là infrastructure, những cái cơ sở tầng thì gồm có smart contract này, Pride, Crosschain, Oracle, data storage và privacy. Một số dự án ở trong cái lĩnh vực này bao gồm có Moonbeam này thì chạy ở trên Polkadot, và Moonriver thì chạy ở trên Kusama. Asta thì ở trên Polkadot và Sweden thì ở trên Kusama. Ngoài ra thì có các dự án Oracle như là Chainlink hay là Kili Network. Về cái mảng là NFT thì gồm có Marketplace này, Platform và Social. Một số dự án nổi bật như là Bonly này, Big Country hay là Subsocial. Đó, và cái lĩnh vực cuối cùng đó là IDO thì bao gồm một số dự án như là Polka Starter, GS hay là KSM Starter. Đó, thì ở đây thì mình sẽ chuyển tiếp sang một số những cái trang web mà mọi người sẽ phải lưu tâm nhé, để mọi người có thể theo dõi được nó nữa. Trước hết thì mình sẽ điểm qua một chút về cái lượng total value lock của hệ sinh thái này ở trên cái DeFi Llama. Mình cũng đã làm rất nhiều trang này rồi. Đó, mọi người có thể ấn vào trên và kéo xuống dưới như bình thường đây. Polkadot thì hiện tại có cái lượng total value lock là rơi vào khoảng tầm 1,5 tỷ. Đó, gần 1,6 tỷ. Và trong đó thì Polkadot nói riêng thì sẽ là có khoảng 388.000 đô, tương đối ít đúng không ạ? Những cái mảnh ghép ở parachain khác, ví dụ như là Asta này, là có khoảng hơn 800 triệu đô. Parallel là một cái dự án làm về lending and borrowing thì có là khoảng hơn 600 triệu đô. Đó, còn Moonbeam, một cái dự án làm EVM, tức là có thể kết nối, thu hút được những cái DApp, những cái dự án ở trên Ethereum về với cả hệ sinh thái Polkadot thì có cái mức là hơn 100 triệu. Và Energy Web thì hơn 2 triệu đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy được rằng là rõ ràng là Polkadot hiện tại nó vẫn là một trong những cái hệ sinh thái tương đối là nhỏ về cái mặt là total value lock. Cái dòng tiền nó cũng chưa thực sự đổ về cái hệ sinh thái này. Bởi vì một phần nữa là cái việc chạy parachain nó vẫn chưa hoàn thành. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem những cái khác nữa. Chúng ta quay lại cái trang là Polka Project, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái phần own này. Ở bên cạnh đó, đó chính là cái số lượng những cái dự án đang có ở trên cái hệ sinh thái của Polkadot. Đó là 538 dự án. Bên cạnh đó thì mọi người có thể nhìn lên cái phần bên trên này nhá. Đây là những cái mảnh ghép ở trong hệ sinh thái Polkadot. Và khi mọi người click vào đây ấy, thì nó sẽ ra những cái dự án nó đang chạy ở trên hệ sinh thái này. Ok chưa? Đó, đây ví dụ mình vào cái mảng là Oracle. Đó, thì đây là những cái dự án mà đang chạy ở trên Polkadot. Có Chainlink này, có Kili Network là hai dự án nổi bật nhất ở trên cái hệ sinh thái này đúng không ạ? Ngoài ra là chúng ta chuyển sang nguồn DAO này, cũng rất nhiều các dự án Dora Factor này, SubDAO, đó, DeFi đi. Đấy, Parallel này, đó, dự án mình đã vừa nhắc tới rồi. Đấy thì mọi người có thể theo dõi bằng cái cách là tham gia vào cái trang web này và theo dõi chúng nhé. Ngoài ra mọi người click vào từng cái dự án một ấy thì nó cũng sẽ có thể chi tiết hơn. Mọi người có thể đọc thông tin thêm nữa. Đó. Tiếp theo cái trang web nữa đó là parachain.info.
Ở đây ấy, thì mình thường theo dõi cái phần là action này này. Đó, cái phần này thì mục đích để làm gì? Đấy, mọi người kéo xuống. Đây chính là những cái dự án đang đấu giá parachain ở trên Polkadot. Mọi người có thể theo dõi. Mình sẽ vào cái phần là 1 đến 5, tức là 5 cái dự án đầu tiên đã thành công. Đó, ở đây này. Những cái dự án nào mà nó đã có cái chữ là winner ấy thì tức là đã đấu giá thành công nhá. Và dự án đầu tiên đã thành công đó chính là Moonbeam. Ở đây thì đây chính là cái việc mà chúng ta khi chúng ta lock đốt vào để chúng ta giúp cái dự án này đấu giá parachain ấy thì chúng ta sẽ nhận được một cái số lượng token của dự án này nhất định. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là một đốt nó sẽ tương ứng với chắc là khoảng tầm hơn 4 cái đồng GLMR, tức là cái đồng của dự án Moonbeam này. Đó. Và đây là cái khối lượng cái số lượng đốt mà đã được lock để có thể giúp cái dự án này chạy parachain đó là khoảng 35 triệu 700 đúng không ạ? Thứ hai là Akala này với khoảng 32 triệu, tương đối nhiều. Mọi người thấy rõ ràng là cái khối lượng mà những cái dự án này được cộng đồng Ray vào đây để có thể lock và chạy parachain rất là nhiều. Đó, đây là cái năm cái dự án đầu tiên. Chúng ta kéo xuống cái phần 6 đến 11 là những cái dự án tiếp theo đã chạy thành công này. Đó, Infinity này, Composable Finance này. Đó, thì đây là những dự án tiếp theo nữa, cái phần này. Đó là những cái dự án họ hiện tại đang chạy nhá, mọi người hoàn toàn có thể join now. Tức là nếu mà những anh em nào đang hold mà có thể muốn giúp cho một số cái dự án mà chúng ta đang theo dõi có thể chạy được trên parachain của Polkadot thì chúng ta sẽ tham gia và lock cái đốt này. Tuy nhiên thì cái việc lock đốt này thì mình nhớ được rằng là hình như ít nhất nó sẽ phải lock 2 năm mọi người mới có thể nhận lại được cái số đốt của mình nhá. Mọi người nên lưu ý cái vấn đề đó. Ok. Thì chúng ta sẽ quay lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một số những cái thông tin về token của Polkadot. Ở đây chắc mọi người cũng quá quen thuộc rồi đúng không? Ticket mã của nó sẽ là DOT đây, DOT, Blockchain Polkadot Contract, mọi người copy ở đây cũng được. Token Type, Authority và Governance. Total Supply là 1 tỷ mốt coin và hiện tại Circulating Supply là khoảng hơn 1 tỷ, tức là cái nguồn cung gần như là ra hết rồi đó. Đó, và phân bổ token ở đây sẽ có vòng seed là 18,33%, reward là 34%. Founding team sẽ là 20,25%. Ecosystem cái hệ sinh thái này sẽ là 5%. Treasury và Reserve sẽ là 11,62% và cuối cùng Series A sẽ là 10,80%. Về việc phân bổ thì mình thấy là tương đối ok, không có vấn đề gì chúng ta phải bàn cãi cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lợi ích khi sử dụng cái đồng token của dự án Polkadot này. Đầu tiên sẽ là quản trị. Chủ sở hữu của token Polkadot sẽ có toàn quyền kiểm soát cái giao thức và tất cả các cái đặc quyền ở trên cái nền tảng khác là dành riêng cho những cái người khai thác. Sẽ được trao cho những cái người tham gia vào chuỗi chuyển tiếp, người sở hữu đốt và bao gồm các cái quản lý sự kiện đặc biệt như là nâng cấp hay là sửa lỗi giao thức. Thứ hai đó là việc staking. Lý thuyết trò chơi khuyến khích giúp cái chủ sở hữu của đồng token này hành xử theo những cái cách trung thực. Các cái tác nhân tốt sẽ được khen thưởng theo cái cơ chế này, trong khi những cái tác nhân xấu thì sẽ mất cái cổ phần của họ ở trong mạng. Điều này sẽ đảm bảo mạng lưới của Polkadot sẽ luôn an toàn. Và cuối cùng đó là liên kết. Các cái parachain mới được thêm vào bằng các cái token được liên kết và các parachain lỗi thời thì hoặc là không hữu ích thì sẽ bị loại bỏ bằng cách là loại bỏ những cái token ngoại quan. Đây là một cái hình thức chứng minh tiền cược. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần là đội ngũ của Polkadot. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với cả ba nhân vật. Đầu tiên là CEO Gavin Wood, thứ hai là co-founder Robert Habermeyer và cuối cùng là co-founder Peter Zaban. Chúng ta sẽ đến với cả nhân vật đầu tiên nhé, là CEO Gavin Wood. Tiến sĩ Gavin Wood là người đồng sáng lập của Polkadot và ông đã bắt đầu khởi tạo cái công nghệ blockchain với cái tư cách là đồng sáng lập và là CTO của Ethereum và là người phát minh ra cái ngôn ngữ hợp đồng thông minh Solidity. Ông đã phát minh ra các cái thành phần của ngành công nghiệp blockchain bao gồm như Proof of Authority là cái sự đồng thuận và Whisper. Tại Paritide thì Gavin hiện đang dẫn đầu về cái sự đổi mới về Substrate và Polkadot. Ông đã đặt ra cái thuật ngữ là Web 3.0 vào năm 2014 và là chủ tịch của Web 3 Foundation. Ông có bằng tiến sĩ triết học và giao diện máy tính con người, bằng thạc sĩ về hệ thống máy tính và kỹ thuật phần mềm tại Đại học York. Nhân vật thứ hai sẽ là co-founder Robert Habermeyer. Là đồng sáng lập của Polkadot, ông là một cái thành viên của Thiel và là đồng sáng lập của Polkadot. Ông có cái nền tảng nghiên cứu và phát triển về blockchain, hệ thống phân tán và mật mã, là thành viên lâu năm của cộng đồng Rust và ông đấy đã tập trung vào việc tận dụng những cái tính năng của ngôn ngữ để xây dựng những cái giải pháp hiệu quả và song song cao. Ông là đồng sáng lập tại Paratide Technology cùng với cả Gavin Wood luôn và là partner của quỹ Hyperfear
Venture. Okay, và nhân vật cuối cùng thì đó chính là co-founder Peter Zaban, là đồng sáng lập Polkadot. Ông là giám đốc công nghệ tại Web3 Foundation, nơi mà ông đã làm việc để hỗ trợ cái sự phát triển của thế hệ công nghệ phân tán tiếp theo. Ông lấy bằng thạc sĩ kỹ thuật và tại Đại học Oxford ngành khoa học kỹ thuật, nơi mà ông đã tập trung vào học máy Bayer. Ông đã làm việc ở trong các cái ngành công nghiệp, quốc phòng, tài chính và phân tích dữ liệu, làm việc ở trên các cái mạng lưới, cơ sở kiến thức phân tán, mô hình định giá định lượng, học máy và phát triển kinh doanh. Ngoài ra thì ông hiện còn đang là đồng sáng lập của hai công ty công nghệ thông tin, đó là Open Review và Association và Palantir Space. Và đó là toàn bộ cái thông tin của ba cái nhân vật chủ chốt nhất ở trong cái dự án Polkadot này. Chúng ta thấy được rằng là cái nhân vật quan trọng nhất ở đây đó chính là Gavin Wood, là ông đã từng là co-founder cùng với cả Vitalik Buterin để làm ra cái đồng coin Ethereum đó. Đó, và ngoài ra thì hai co-founder bên cạnh ở đây là Habermeyer cũng như là Zaban, cũng là người có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là đã có cái kết nối cùng với cả Gavin Wood. Thì mình tin rằng đây sẽ là những cái nhân vật sẽ giúp dự án có thể phát triển đường dài. Đặc biệt là Gavin Wood là một trong những cái nhân vật KOL mà mọi người có thể theo dõi ở trên Twitter nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần backer của cái dự án Polkadot này. Ở đây thì sẽ là cái phần mà mọi người sẽ phải tương đối là hứng thú nhất đấy, bởi vì là rất rất nhiều những quỹ đầu tư khủng ở trong cái mảng backer này. Và ở đây nhá, lưu ý mọi người một chút là hiện tại nó chưa cập nhật được hết đâu, bởi vì quá nhiều các quỹ đầu tư dự án này. Do đó nên mình chỉ cập nhật những cái quỹ to nhất thôi. Đầu tiên đây, chúng ta có cái quỹ One Confirmation. Đây là một cái quỹ mà mình đã làm video rồi, mọi người có thể theo dõi lại, một trong những cái quỹ rất là lớn, đúng không ạ? Three Arrow Capital này, đúng không ạ? Blockchain Capital này. Hay là chúng ta sẽ kéo xuống dưới, ví dụ như là Narivan Capital, Pantera này, Digital Currency Group này, đó, Polychain Capital nữa này. Đấy, thì tương đối đấy là một vài những cái quỹ rất là lớn. Ngoài ra còn rất là nhiều các cái quỹ khác nữa. Thì ở đây thì chúng ta thấy được rõ ràng là về cái mảng backer không có gì để có thể phải diễn đạt về cái dự án Polkadot này nữa, đúng không ạ? Rất là tốt luôn. Ok, và đó là những cái thông tin của cái dự án Polkadot này. Thì ở đây thì mình sẽ giải thích một chút vì sao mà cái đồng Polkadot, đồng DOT hiện tại nó chưa có sự tăng trưởng theo quan điểm cá nhân của mình. Thì đầu tiên nhé, mọi người có thể thấy được rằng ở cái phần trang DeFi Llama đây, mọi người thấy được rằng rõ ràng đúng không, hệ sinh thái của Polkadot về cái lượng dòng tiền chảy vào hệ sinh thái này nó tương đối là ít, đúng không? Bởi vì là những cái mảnh ghép ở trong đó thì mặc dù là cũng đã có nhưng thực sự là chưa hề hoàn thiện, và các cái parachain nó cũng chưa chạy xong. Thế nên là cái nguồn tiền mình nghĩ rằng là cũng chưa chảy vào cái hệ sinh thái này, là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai, mọi người sẽ xem vào cái trang web này này. Đó, mọi người kéo xuống cái phần những cái dự án top đầu ấy, thì mọi người thấy rằng cái lượng DOT mà được lock ở trong cái việc mà cộng đồng raise ra để có thể chạy parachain ấy thì rất là nhiều. Do đó một cái yếu tố mình nghĩ rằng là những cái cá voi người ta đã lock tương đối nhiều cái token. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái lượng bán xả ra ngoài thị trường nó sẽ ít đi. Tuy nhiên mọi người sẽ phải nghĩ lại một cái điều nữa là cái việc mà để cho cái đồng DOT này nó tăng trưởng trong cái thời gian này ấy, khi mà các cái parachain nó chưa hoàn thiện ấy, cũng như là chưa được trả lại cái đồng coin DOT của mình ấy, thì cái sự tăng trưởng nó rất là khó. Bởi vì nếu mà các cá voi họ chưa cầm hàng trong tay, làm sao họ có thể đẩy giá được cho mọi người ăn, đúng không ạ? Họ đẩy lên để cho mọi người ăn thì làm sao họ làm thế được, đúng không? Đó, và một cái yếu tố nữa mình nghĩ rằng là về cái mặt vốn hóa của cái đồng DOT đây. Người vào cái trang CoinGecko, chúng ta thấy được rằng cái market cap của dự án này hiện đã rơi vào là 23 tỷ. Tức là mình nghĩ rằng nó cũng không còn quá bé, nhưng cũng không có nghĩa là nó không còn tăng trưởng được nữa. Chúng ta thấy có thể so sánh với những cái dự án, ví dụ như đợt vừa rồi là Terra này, Solana hay là Avax, ba cái sinh thái rất là lớn, đúng không? Nó cũng đã có cái sự tăng trưởng và các cái mảnh ghép ở trong cái sinh thái nó đã bùng nổ rất là mạnh. Mà ở đây chúng ta thấy được rằng gì? Polkadot hiện tại nó vẫn đang chưa có những cái mảnh ghép và chưa có cái dòng tiền chảy vào, mà nó đã có được cái lượng market cap là 23 tỷ. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng nó cũng không còn nhỏ nữa. Tuy nhiên thì về cái mặt tăng trưởng mình nghĩ nó sẽ vẫn còn. Và đặc biệt ở đây ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có một cái yếu tố rất là tích cực ở đây, đó là với những cái anh em mà có cái nguồn tiền vốn lớn thì đây sẽ là một trong những cái dự án mà nó thực sự là chắc chắn. Và nó giúp cho mọi người không thực sự là nó quá bị cái việc là trồi sụt về mức giá, để giúp cho mọi người có cái sự an tâm hơn, đúng không? Bởi vì những cái mức giá của những cái dự án khác ấy thì nó có thể dao động rất là mạnh. Còn đây là một cái dự án rất là ngon, rõ ràng chúng ta đánh giá đây một dự án rất là ngon,
Đó, thế nên là về những anh em mà có vốn lớn thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái lựa chọn tương đối hợp lý về cái mức tăng trưởng trong dài hạn. Đó, thì đấy là những cái quan điểm cá nhân của mình. Ngoài ra nếu mà anh em nào có những cái quan điểm khác nữa, bình luận xuống bên phía bên dưới video này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với cả nhau. Ok, và đó là toàn bộ cái nội dung của video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thích thì đừng quên cho mình một nút like và subscribe ủng hộ cho YouTube của Otis Report, và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.